té xe rồi, đau quá. Ơ, cái gì kia? Wow, xin chào bác rùa. Wow, bác rùa đang đẻ trứng luôn. Ê, chị bị đổ. Bianca, không được đó đây, trứng của ta đó. Dạ, dân dân. Wow, bác rùa dữ quá, thôi chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ừ, bác rùa đẻ trứng hung dữ quá, thôi chạy về thôi. Wow, bạn Ken ơi, bạn Ken. Dạ. Wow, bà thấy con rùa nó đẻ trứng ngoài kia kìa. Bây giờ mình đi nhặt trứng rùa nha. Rồi đi thôi. Đâu, trứng rùa đâu? 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 Đây. Wow. Nó đẻ nha. Ai đẻ? Con rùa. Con rùa nó đẻ hả? Rồi, con nhặt trứng đi. Wow, con rùa nó đẻ trong hốc đó đó hả? Wow, một cái trứng màu đỏ luôn. Wow, còn trứng màu gì nữa? Wow, một trứng màu xanh lá cây nữa hả? Rồi, bỏ vô giỏ đem về. Rồi, còn nữa không? Ý, đâu? Ui, hai trứng rùa nằm dưới đất luôn. Wow, một trứng màu đen với một trứng màu hồng hả? Rồi, con môi lên. Wow, đẹp quá ta ơi. Rồi nhặt bỏ vô giỏ. Wow, đẹp quá. Wow, trứng rùa rùa bị dính đất rồi. Rồi con bỏ vô giỏ đi, chút về mình rửa. Wow, mình được 3 trứng rồi, còn một trứng nữa. Wow, trứng rùa này bự quá hen. Trứng rùa này màu gì con? Màu hồng. Ừ, trứng rùa này màu hồng hả? Rồi, con môi lên, con lấy tay con môi lên. Wow, môi từ từ thôi nha, cẩn thận á, nó bể á. Wow, ui, cái trứng bự chập bả luôn. Rồi, con bỏ vô giỏ đi. À, con bỏ vô giỏ, chút về mình rửa nha. Rồi, đi thôi, đi tiếp thôi. Còn nữa không? Rồi, đi thôi. Đâu nữa, đâu nữa? Ủa, đâu? Ủa, ba trứng đây hả? Wow, rồi, con lượm lên, lượm lên. Wow, ba trứng đẹp quá, một trứng màu vàng. Nhẹ nhẹ thôi nha, bể đấy, cẩn thận. Trứng rùa mới đẻ đó, nó mềm lắm. Đụng vô là bể á, rồi con bỏ vô giỏ đi. Wow, một trứng màu vàng nữa. Wow, một trứng màu nâu. Trứng màu đen. Không, cái này màu nâu con, màu đen nè. Nè, đây là trứng màu đen nè. Đó, cái này là trứng màu gì? Ừ, đúng rồi, màu xanh nước biển. Wow, còn nước không? Đâu, đâu, mình đi săn tiếp coi. Wow, ba thấy trong hốc này còn nè. Đó, wow, ngay cục gạch kia. Ui, wow, ba trứng đẹp quá. Đây nè, đó, ừ, đúng rồi. Wow, bạn Ken, chúng ta đi vòng qua đường kia lượm trứng nha các bạn. Rồi, mình đi về thôi, mình đem trứng về mình tô màu thôi. Wow. Ừ, rồi, con bỏ trứng vô giỏ đi. Rồi. Bỏ tô màu vậy thôi, rồi vô tô màu khác đi. Ừ, đúng rồi, bây giờ trứng này bây giờ nó dơ quá, về nhà mình rửa xong mình tô màu khác nha. Rồi, cầm đem về. Đi thôi. Wow, các bạn ơi, trong thời gian thu nhập trứng về thì bạn Ken đã làm trứng bị le màu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu lại cho trứng nha. Rồi con thích màu nào? Thích màu này. Màu này là màu gì? Xanh biển. Rồi con tô màu xanh phải không? Con lấy trứng màu xanh đi. Ba sẽ tô trứng màu hồng nha. Đây, ba tô trứng màu hồng. Tô tô nè. Xuống tô à, khoan, để thì ba đi lấy cái tô của ba, lấy cái chén đi. Rồi bây giờ mình phải bỏ trứng vào cái chén thôi chứ để nó dính màu, dính màu khó tô quá. Rồi tô tiếp đi. Wow, ba sẽ tô màu hồng nha. Màu là tô.
Rồi con tô màu xanh đi, ba tô màu hồng. Xong chưa, ba tô sắp xong rồi nè. Ủa, ba tô màu cam đưa con gái là màu hồng trứng. Hả? Nãy ba tô trứng màu hồng mà. Chút ơi. Vậy con tô màu hồng, ba tô màu cam phải không? Rồi. Vậy ba tô có hũ màu cam nghe, không có dành nữa nha. Rồi, trứng màu cam của ba đây nè. Rồi, ba tô màu cam. Ờ, màu cam đây, màu hồng nè. Con nhúng nào vô, con tô nó mới nhìn được. Nè, con tô được nửa trứng rồi nha. Con tô được bao nhiêu rồi? Con tô bên nào xong chắc con ăn trứng qua. Con tô không được hả? Ờ, đúng rồi, nó phải dính cái chén chứ, một hồi rồi mình đem cái chén mình rửa. Mẹ có ai dính cái chén không mẹ? Mẹ cũng như con nó dính cái chén luôn, xong rồi con lật qua. Đó, con lật qua cái này, đó nè. Ừ, lật qua cái này. Mình tô được hết nguyên trứng luôn. Wow, là tô sắp xong rồi đây. Nè, thấy không? Rồi, trứng của ba xong rồi. Rồi, đây. Ừ, một trứng màu cam xong rồi. Trứng này xong rồi, mình đem ra mình phơi nắng. Rồi, bây giờ để giúp bạn Ken tô cái trứng màu xanh cho bạn Ken tô cái trứng màu hồng. Rồi, con tô trứng màu hồng đi. Cái trứng đùa này nó bự quá. Bự chà bá đủ tô rồi. Tô lâu quá, trứng của bạn Ken này bự quá, tô lâu quá. Wow, thêm màu hồng đẹp quá. Wow, bạn Ken tô màu hồng đẹp quá các bạn ơi. Đây, trứng màu xanh này sắp xong rồi đây. Wow. Tinh tinh tinh. Tô cũng sắp xong rồi á. Rồi, như vậy là trứng màu xanh xong luôn rồi. Mình được 2 trứng rồi. Rồi, màu xanh này xong rồi, màu cam cũng xong rồi, mình dẹp vô. Đây là hũ màu nè các bạn, có quá trời màu luôn. Màu xanh, màu cam, màu tím, màu trắng, màu liền. Wow, bạn Ken tô sắp xong rồi. Bạn Ken cố lên bạn Ken ơi. Wow, như vậy là bạn Ken đã tô xong trứng màu hồng luôn rồi. Tiếp theo đây mình sẽ tô trứng màu gì? Rồi, ba tô trứng màu vàng, con tô trứng màu gì? Ờ, bạn Ken tô màu xanh lá cây. Rồi, màu xanh lá cây của bạn Ken. Tao thích màu này, màu khác. Rồi, vậy con thích màu nào? Rồi bạn Ken sẽ tô màu tím nha các bạn. Rồi ba sẽ tô màu vàng đây. Cái này nãy con tô này lắm á. Ừ. Rồi bây giờ tô đuôi nha. Con tô đuôi cho. Rồi ba, con dễ con tô. Để ba tô trước đi, con tô sau. Rồi tô trước đi, con tô sau. Nhớ, con đừng có để màu dưới đất, nó dơ cái cỏ đó. Dơ cái cỏ hồi mình tô nó khó. Nè, sắp xong rồi nè, sắp xong rồi sẽ tô phụ bạn Ken nè. Cái trứng màu tím nha các bạn. Rồi bạn Ken đang dậy màu lên. Rồi trứng màu vàng sắp xong luôn rồi. Nhìn màu hồng nó khô là nó đẹp lắm. Sao quá, tôi thấy tôi quả trứng rồi. Màu xanh nó cay lắm, tôi quả trứng màu đó, tôi nó cao lắm. Đẹp không? Sao nó cao lắm, tôi quả trứng. Hôm qua con tô quả trứng màu xanh lá cây trong hồng á hả? Dạ. À, cái trứng của con khủng long á hả? Dạ. Và trứng của khủng long để nghe. Wow, xong rồi, còn một cái trứng màu vàng nữa rồi. Rồi, tiếp theo đây bạn Ken, bây giờ bạn Ken bị đau tay rồi, bạn Ken không có chịu tô. Rồi, ba sẽ phụ con tô cái trứng màu tím nha. Và máy bay đâu kìa vậy? Máy bay đâu kìa vậy? Máy bay trong nhà có máy bay bự đó hả? Có đó. Máy bay nó bay được không? Không được. Máy bay nó chỉ chạy bằng pin, chạy dưới đất thôi hả? Dạ. Wow, trứng sắp xong luôn rồi đây. Cái này trứng xe cứu quả đó. Cái trứng này trứng xe cứu quả hả? Xong rồi đây. Mấy con nữa để ra một trứng này nè. Rồi tiếp theo đây. Vì đã hết chén rồi, bắt đầu mình sẽ tô cái trứng màu nâu nha các bạn. Đây, tô trứng màu nâu trong cái nhỏ luôn. Tô trứng màu cam thôi. Rồi con bỏ trứng màu nâu vào cái nhỏ này. Rồi nó phai tay lắm. Ừ. Ba lắm nhìn cây trứng này vậy ta. Cái trứng. Cái trứng nó màu cây trứng hả? Ừ. Cái trứng này chạy vòng vòng luôn. Màu vàng một cây trứng.
Rồi, sắp xong luôn rồi đây. Bạn kem tô nữa không? Hai con tô nữa. Rồi, con tô tính nào? Con tô nè. Ờ, rồi, rồi, con lấy cái màu đen con tô đi. Con cầm con tô luôn, rồi dính vào tay và rửa cho. Rồi, bạn kem đang tô chính màu đen nha. Rồi, cái tính thì xong luôn rồi, tính màu nâu xong rồi. Con cầm con tô đi, ba cầm quay người ta ba tô. Con đã tô rồi. Cho con tô vào. Rồi ba cầm cho con tô nghe. Rồi, tô vô. Wow, tô nhanh lên, tô nhanh lên. Chiên chín màu cay xong rồi, rửa cho ba nè. Wow, bạn kia. Kia đang tô một cái trứng màu đen thui. Rồi, con nhúng màu vô, nhúng màu nữa. Cho xong rồi, nhúng màu nữa rồi. Wow, sắp xong rồi, bạn kia giỏi quá. Wow, một cái trứng màu đen. Một cái đen thui, đen thui luôn. Được, hơn nửa trứng rồi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Bà còn miếng nữa, còn miếng nữa xong rồi. Wow, một cái quả trứng màu đen tươi luôn. Xong rồi, xong một quả trứng màu đen tươi rồi. Tiếp theo đây. Mình sẽ tô ba trứng nào đây? Trứng màu gì? Trứng màu cam. Rồi, tô trứng màu cam. Rồi, màu cam đâu? Có màu cam rồi con. Trứng màu cam mình chưa có trứng màu đỏ kìa. Tô trứng màu đỏ đi. Nè, màu đỏ nè, lấy màu đỏ nè. Màu đỏ mình chưa có đó. Ừ, rồi, tô trứng màu đỏ. Ba cầm cho đi. Rồi, đây ba cầm cho. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tô trứng màu đỏ nha. Wow, một cái trứng màu đỏ đẹp quá đi. Trứng màu đỏ giống giống cái màu áo của con nè. Áo con đẹp không? Wow, sắp được nửa bên rồi. Con cái mặt màu gì chứ? Mặt xanh có cái mặt màu đỏ nữa hả? Trứng bự hả? Tô lâu hả? Có tô hả? Rồi con nhúng màu thêm đi. Nhúng màu thêm đi. Wow, cái tài này ơi, này thêm. Wow, đây đây đây. Wow, đẹp lắm. Wow, rồi cái quả trứng. Quả tô bằng tay luôn, đẹp quá. Wow, quả trứng tô bằng tay nó đẹp quá đi. Tiếp theo đây mình sẽ tô quả trứng màu xanh lá cây con. Nè, màu xanh lá cây nè. Màu xanh lá cây mình chưa có. Khô hết luôn rồi nè. Khô rồi. Wow. Chút mình đem pha nắng cho nó khô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tô cái trứng màu xanh lá cây. Là con ghép màu nhiều đấy. Wow, trứng màu xanh lá cây đẹp quá ta ơi. Nữa. Ơi, wow, bạn kem tô nhanh quá. Ui, sắp xong rồi, trứng màu xanh lá cây rồi. À, đẹp quá. Ui, wow, nguyên một cái trứng rùa màu xanh lá cây luôn. Rồi, như vậy là đã xong tiếp theo một quả trứng rùa màu xanh lá cây, đẹp quá. Rồi, tiếp theo đây sẽ tô quả trứng cuối cùng, quả trứng màu nâu. Rồi, tô đây. Tiền. Wow, quả trứng màu nâu. Wow, trứng màu nâu dễ tô quá. Nếu mình còn cá mập có đẻ trứng vậy á. Ừ, còn cá mập nó đẻ trứng hả? Đây không phải là trứng con cá mập mà đây là trứng rùa. À, trứng rùa xong rồi.
Tiền 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 tiền. Rồi bây giờ mình đem trứng này ra mình phơi nắng nha, cho nó khô. Đây mình có trứng màu cam, mình bỏ vào cho phơi nắng luôn. Bỏ vô đi con, bỏ vô đi con. Đây. Mà con còn cái trứng nữa. Trời ơi, đây mình đã tô xong mấy quả trứng rồi. Bây giờ mình đem trứng mình đi phơi nắng nha. Rồi con đếm coi có mấy quả trứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đem trứng đi phơi nắng thôi. Em đi. Thôi đem đi chừng nếu mình ta cầm đi. Nhớ bỏ sao cũng có cái tay con nhỏ hả? Rồi bà cầm ngang rồi bà cầm em phơi nắng nè. Qua để cho nó khô đi. Đi vô nhà ba sẽ cho nó khô. Rồi đi vô nhà thôi.